Học.com xin trình bày về một cái vấn đề, đó là làm sao khi mà Học.com gửi email qua bạn cho bạn, ví dụ như thông qua địa chỉ email là học.com@gmail.com, thì cái email đó nó không bị cái hòm thư của bạn đã tự động đưa vào hòm thư rác. Cái này thì nó rất là ngẫu nhiên, tôi cũng không hiểu cái cơ chế của nó như thế nào cả. Đôi khi có một số thư của bạn gửi cho tôi hoặc là tôi gửi cho bạn, nó lại được Google nó xếp vào thư rác, mặc dù đôi khi là cùng Gmail gửi với nhau hoặc là Gmail gửi qua Yahoo. Thế thì nếu như thế thì rất là bất tiện, vì bạn nhiều khi tôi đã gửi email liên lạc cho bạn rồi nhưng mà bạn lại cứ tưởng như tôi chưa gửi, thành ra rất là bất tiện. Để tránh cái hiện tượng này thì tôi viết một cái video hướng dẫn như như sau. Đó, bạn mở cái hòm thư của bạn ra, ví dụ đây là hòm thư của bạn. Sau đó bạn vào phần contact. Trong cái phần contact này thì bạn tạo thêm một cái contact mới, new contact. Đó, bạn có thể thêm vào, ví dụ như thêm vào email. À, đây là home. Home là cái số điện thoại ở nhà. Thế thì các bạn có thể, cái này chưa có thì bạn có thể để trống được. Mobile, bạn có thể viết mobile của tôi. 84 là đầu của Việt Nam này, xong 9 này. Bạn thay số 0 bằng số 84, 09 thì thành 849 0906. Đây là số điện thoại của tôi này, địa chỉ này. Ví dụ như là cái phần điện thoại với địa chỉ thì chỉ là phụ thôi, cũng không nhất thiết phải điền vào, nhưng mà cái chính là email thì phải điền vào, cứ để home hay work cũng cũng được hết. Ví dụ email, lỡ mà bạn điền sai thì bạn bấm cái này cho nó mất đi. Đây nó có thể add thêm nhiều email, add phone. Đây là cái chức năng quản lý contact rất là tốt, thậm chí nó có thể đồng bộ với máy điện thoại của bạn được, nếu như bạn cần nó có thể đồng bộ được. Đấy, thì sau khi xong rồi thì bạn ấn vào để thu nhỏ cái này lại cho bạn dễ nhìn. Đấy, save. Thế thì xong rồi chúng ta thấy rằng nó đã có một cái email này, thì khi mà gửi mail thì nó sẽ không bị tính vào là spam nữa. Yahoo cũng tương tự, nó có cái chức năng tương tự như thế. Yahoo chúng ta cũng có thể vào contact. Đấy, xong rồi chúng ta cũng có thể thêm cái contact mới vào. Đấy, cũng có thể thêm vào. Nó giống như Gmail thôi, cũng điền các cái thông số bạn thích điền, bao nhiêu thông tin thì điền các cái thông tin về tôi. Sau khi điền xong hết rồi thì chúng ta tìm ra nó có nút save vào ở đâu, chúng ta save vào đây, cái nút save vào ngay trên này, đúng không? Đấy, thì chúng ta đã thấy rằng đã có cái địa chỉ mới này. Đấy, thì sau đấy mà khi cái email tôi gửi đến thì bởi vì nó đã được làm cái email trong cái list thì họ sẽ không coi là một cái spam mail nữa.